trên tay Rô lúc này đang là 6 em son ngẫu nhiên mà Rô đã sưu tập được trong khoảng thời gian gần đây để mà lại tiếp tục cái chuyên mục Who Wins cho các bạn. Và nói đến đây thì Rô cũng rất là cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cái chuyên mục Who Wins trong suốt khoảng thời gian vừa qua nha. Who Wins lần này thì mình sẽ có các em đến từ 3CE, cái dòng Mickey nè. Tiếp theo mình sẽ có Hera với cái bộ sưu tập mới ra rất là hot. Tiếp theo đó mình sẽ có Peripera, cái dòng Instinct Serum. Tiếp theo nữa là Age Lip Barbie. Tiếp theo là Merzy. Nhưng mà đây không phải là son cũ mà là son mới nha mọi người. Tại vì khi mà Merzy Aurora ra cái phiên bản chín màu rất là thành công thì hãng nó ra thêm hai màu nữa. Thì đây là một trong số hai màu mới đó. Tiếp theo mình có Mamonde Cream Tint. Và cái bộ sưu tập này thì có tới 10 cây lận. Rồi đang có một cái script luôn tại vì phải nhớ giá của khá nhiều em. Ở đây Rồi thấy mắc nhất là Hera, bởi vì mỗi một em son như thế này giá sẽ tầm 35.000 won hàng, tính ra tiền Việt sẽ là xấp xỉ 700.000 đó. Nhưng mà mặc dù cái giá mắc như vậy nhưng mà cũng có rất là nhiều màu đã cháy hàng, chứng tỏ được sức hot và sức hút của Hera và cả Jenny nữa. 3CE đợt này thì hãng làm với giá là 17.000 won và tính ra tiền Việt sẽ tầm 340.000. Riêng với em Barbie này thì Ru được Age Lip Việt Nam gửi tặng cho nên là Ru không có biết giá là bao nhiêu hết. Nếu như mà trong thời gian tới Ru có thể tìm ra giá, Ru sẽ update ở đây cho mọi người. Mamonde thì mỗi một em như thế này là 14.000 won hàng và tính ra tiền Việt sẽ tầm 280. Còn với hai em là Peripera và Merzy Aurora thì cả hai em này giá xấp xỉ nhau. Bên hàng bán Peripera là 8.800 và Merzy là 8.900 thì tính ra tiền Việt cả hai em này nó sẽ đều tầm 180.000. Trước khi vào video, các bạn đừng quên cho video này một like cũng như nhớ nhấn vào nút subscribe channel của Rư nha. Video này sẽ có 3 phút quảng cáo. Nếu như bạn không thích xem video bị dính quảng cáo thì Rư cũng rất là cảm ơn bạn vì đã xem đến đây. Một son đầu tiên Rư soát cho mọi người thuộc bộ sưu tập Mamonde Creamy Tint. Thật ra bạn Rư ở bên hàng chỉ là Mamonde phải đọc là Mamonde. Bộ sưu tập này thì mới ra mắt bên hàng hồi đầu tháng 10. Thỏi son hình cây bút chì và cái lớp vỏ ngoài màu hồng nhìn rất là ngọt ngào. Chất son khi mà Rư xoát ra tay thì hơi bột nhưng mà lên môi thì khá là mịn. Và đợt này thì brand chơi lớn cho ra mắt tới 10 màu luôn. Chỉ có điều là bảng màu hơi nghiêng về những tông nhẹ nhàng quá, thành ra các bạn da ngâm sẽ có ít sự lựa chọn hơn. Khi xoát lòng môi thì em này ưng ửng tông hồng nhạt. Còn khi xoát full môi thì son ngã sang một tông đỏ hồng và có hơi sáng một chút. Những màu như thế này muốn đánh xinh thì sẽ cần có nước da trắng và men răng trắng. Màu son tiếp theo Rô xoát cho mọi người thuộc bộ sưu tập Barbie của Age Lips, được ra mắt hồi giữa tháng 10. Chất son được hãng gọi là Misty Velvet Tint. Có thể vì vậy mà khi đánh lên môi, son có một cái độ sương sương, nhìn rất là mướt con mắt. Khi tán lòng môi thì em son này ngã về tông đất rất là xinh. Còn với full môi thì sắc son sẽ nghiêng về cam cháy nhiều hơn. Một bộ sưu tập thì gồm có 4 màu, trải dài từ đỏ hồng, đỏ thuần, đỏ hồng đất và cam gạch nâu, hợp cho cả da trắng lẫn da ngâm. Chỉ có điều em son số 3 này á, trên web hãng thì nghiêng về tông hồng nhiều, còn khi mà đánh lên môi Rư thì em ấy lại ngã sang tông cam nhiều hơn. 160.000 là một cái giá rất là ổn. Điểm trừ của em son này là có mùi hơi nồng. Bộ son tiếp theo Rô soát cho mọi người là Merzy Aurora, màu số 10. Màu này thì đã được ra mắt hồi tháng 9 cùng với lại màu 11. So với những em son từ nãy tới giờ thì em này là tint bóng cho nên chất son sẽ có phần mỏng hơn nè, trong hơn nè. Web hãng mô tả em này là tông đỏ quế ánh nâu. Với lòng môi, sắc son là một tông cam nâu nhẹ nhàng, nhìn rất là ấm áp. Còn với full môi thì son lên nâu nhiều cho nên nhìn sang hơn. Son có mùi sô-cô-la nhẹ nhẹ. Mặc dù là tint bóng nhưng mà khi trôi đi em son này vẫn có một cái độ bám màu ưng ửng rất là xinh, chứ không phải dễ trôi giống như các loại son bóng khác. Và từ nãy tới giờ thì đây là màu duy nhất mà Rui thích cả full môi lẫn lòng môi luôn. Ở video lần trước Rui cũng có giới thiệu cho mọi người về 4 em nước hoa đến từ hãng IM. Và sau đó các bạn cũng tò mò hỏi Rui là không biết 6 cái mùi còn lại thì như thế nào. Thì nhân cái video này Rui cũng muốn chia sẻ thêm với mọi người về 6 mùi hương còn lại. Dành cho các bạn chưa biết thì IM là một brand nước hoa đến từ Hàn Quốc, nhưng mà cái nguyên liệu thì được nhập khẩu từ Pháp cho nên là nó rất là an toàn cho làn da của người sử dụng. Mỗi một chai mà Rui đang cầm trên tay thì là 50ml nhưng mà giá chỉ tầm 319.000 thôi. Đối với lại cái kinh nghiệm về sử dụng nước hoa của Rui thì Rui thấy 319.000 là một cái giá quá hời luôn.
Hai trong số 6 em nước hoa này là dành cho nam giới và Rư. Không ai khác ngoài anh bé chó nhà Rư đã được test thử hai cái mùi này. Mùi blue này á thì nó kiểu mang mát, bởi vì nó được quyện giữa hổ phách cùng với lại cái gỗ đàn hương để mà cho ra một cái hương thơm rất là mát, rất là dễ chịu. Còn với kem Crit này á thì có chiết xuất từ tinh dầu đỗ tùng, cho nên là cái hương thơm thì sẽ ấm hơn. Cá nhân Rư á, thì Rư nghĩ là cái hương blue này á, với những bạn nữ mà kiểu cá tính hay là hay vận động thể thao á, thì cũng sẽ rất là dễ để mà sử dụng. Điểm đặc biệt của IM là người ta sử dụng phương pháp kẹp để mà tăng cái khả năng phát tán mùi hương. Khi mình xịt nước hoa đó thì nó sẽ tỏa ra một cái độ phun rất là mịn, nhìn giống như là sương mù. Với những cái bạn mà chuộng cái phong cách tối giản á, chắc là các bạn sẽ cảm thấy cái em nước hoa này có một cái thiết kế rất là basic, rồi cũng không biết dùng từ như thế nào, nhưng mà nhìn có vẻ như nó sẽ rất là khó lòng lỗi mốt. Hai mùi hương tiếp theo mà Rư giới thiệu trong video này sẽ mang cái phong cách hơi unisex một chút. Em bên này là Francois và em bên này là Blackberry. Với em Francois này á thì kiểu em ấy khá là ngọt, và khi mình xịt lên thì người mình sẽ thơm như một cái bánh hay là một cục kẹo luôn á. Thật sự đây là một cái mùi khá là ngọt nha mọi người. Còn với Blackberry, Rư thì nghiêng về phía em này nhiều hơn, bởi vì có thêm hương bạch đậu khấu, cho nên là em này bên cạnh cái chuyện ngọt ngào á thì sẽ có thêm một tí gì đó sang trọng và cổ điển. Lưu ý cho mọi người á là cái độ giữ hương á nó sẽ còn phụ thuộc vào cơ địa cũng như là cái vị trí mà bạn xịt nước hoa nữa. Ví dụ như là Rư thì kiểu hay xịt ở cổ tay á, nhưng mà gần đây thì Rư phát hiện ra cái cách làm này, nếu như mình là một người hay rửa tay thì cái hương thơm sẽ không có được lưu giữ lâu. Trong khi các em nước hoa của hãng IM á sẽ lưu hương từ 7 cho tới 10 tiếng lận. Và hãng IM người ta cũng có gợi ý cho tụi mình một số cái vị trí xịt, ví dụ như là xương quai xanh nè, phía sau tai nè, hoặc là cái vùng cổ. Đây là ba cái vị trí đặc biệt lưu hương lâu nhất. Hai mùi cuối cùng sẽ là hai mùi mà nó mang một cái phong cách gì đó ấm áp. Em bên này thì là Freesia, còn em bên này thì là July. Với những bạn mà mê kẹo dừa nè, nước dừa nè, thì cái em Freesia này sẽ là gu của bạn. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Rư nhận thấy là nước hoa có hương dừa. Còn với July thì nó sẽ được mix cùng với lại xạ hương trắng và sáp ong, cho nên cái hương khi mình xịt lên thì nó sẽ kiểu ấm, sâu và nó quyến rũ. Nhìn chung thì cả 10 em nước hoa của hãng IM thì đều mang rất là nhiều phong cách khác nhau. Rư sẽ để link bên dưới cho mọi người nha. Và bây giờ thì mình sẽ cùng đi tiếp đến em son tiếp theo. Em son tiếp theo Rư shot cho mọi người thuộc bộ sưu tập Peripera Instinct Serum, đã được bên hàng ra mắt hồi giữa tháng 9. Thỏi son có cái màu đỏ trong suốt nhìn khá là lạ mắt. Và bộ sưu tập này thì gồm 5 màu. Khi ngửi kỹ ống son á thì nó có một cái mùi thơm nhẹ nhẹ, giống như mình đang đốt một cái ngọn nến hương vanilla. Mặc dù là son thỏi nhưng mà son lên bóng và mướt như một loại son dưỡng. Khi đánh lòng môi thì màu này lên ưng ửng rất là xinh, làm cho Rư nhớ ngay đến Dior Lip Glow. Tất nhiên độ dưỡng của Peripera thì sẽ không bằng. Khi đánh full môi thì sắc son ngã sang tông đỏ nhiều hơn. Và tông này mọi người để ý là nó cũng hơi chói một xíu á, vậy nên tụi mình sẽ cần make up cũng như là có cái men răng trắng một chút ha. Em son số 5 Rư shot cho mọi người là một trong số 3 em chuột Mickey, được 3 CE tung ra hồi cuối tháng 10. Bộ sưu tập này thì có đầy đủ luôn, từ túi đựng mỹ phẩm nè, màu mắt nè, màu má hồng nè. Nhưng mà Rư thì chỉ mua son thôi. Chất son này rất là lạ, bởi vì nhìn thì thấy nó giống như là một cái loại phấn, nhưng mà khi mình đánh lên môi á thì son lại rất là bắt vào môi mình. Và đặc biệt là cái chất son này lại không có bị dây ra ống hút ly tách, cho nên những bạn nào mà hay phải đeo khẩu trang á thì những chất son như thế này sẽ không bị trôi. Với lòng môi thì em này là một cái tông hồng sương sương, còn với full môi thì em ấy lại lai về hồng đỏ nhiều hơn. Rồi thấy là son lên môi khá là ráo nhưng mà lại không có làm khô môi, và son này cũng không có mùi nữa. Màu cuối cùng Rư shot cho mọi người là Hera Powder Matte màu 499. Đây chính là màu mà Jenny đã đánh lúc chụp ảnh bìa cho tạp chí Elle bên hàng hồi cuối tháng 8. Thật ra thì ngay khi mà Hera ra mắt cái bộ son này thì Rư đã cố bon chen để mà mua về review. Nhưng mà xui một cái là web hãng bị hết hàng, và mãi tới gần đây thì Rư mới order về được. Khi đánh lòng môi thì em này lên rất là ấm áp, nhưng mà phải đánh full môi thì mọi người mới thấy hết được cái đẹp của chất son cũng như là màu son này. Em ấy nhìn vừa tây mà lại pha thêm một tí ngọt ngào. Và đây là màu thứ hai trong video mà từ nãy tới giờ Rư thích cả full môi lẫn lòng môi. Nhìn chung cả 6 bộ son lần này á thì đều có những điểm đặc sắc riêng biệt. Tuy nhiên để gọi mà thích nhất, ấn tượng nhất từ chất son cho tới màu son luôn á thì Rư thích nhất là Hera nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay. Các bạn hãy hỏi Ru cái màu mà Ru đánh trên môi hiện tại á, thì đây là màu của Hera. Và sau khi mà swatch cái video này, Ru cũng hiểu vì sao Hera thường để một cái giá rất là cao, nhưng mà cũng có rất là nhiều màu trong số đó hãng bị cháy hàng. Các bạn đừng quên cho video này một like, cũng như ai chưa nhấn vào nút subscribe thì hãy nhấn vào nút subscribe ngay nha. Bye.